Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Xin chào các anh em trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio xin giới thiệu đến với các anh em chúng ta những đôi loa đến từ đất nước Nhật Bản, rồi những đôi loa đến từ đất nước Hoa, đất nước Mỹ, những đôi loa cổ này. Bây giờ Quý Nguyễn giới thiệu với các bạn đôi loa cổ rồi đây, là đôi loa sang xui SB5000, đôi loa lớn nhất, đôi loa cực kỳ lớn. Các bạn nên nhớ một điều là sang xui. Những cái model không phải số lớn là loa lớn nha. Các bạn nên nhớ vậy. Chẳng hạn như có nhiều bạn nói có đôi 5.500 hay đôi 6.000 lớn hơn, không phải. Cái đôi này, đôi sang xui mà Quý Nguyễn đang giới thiệu với các bạn này, là một đôi sang xui có mã là SB5000. Nó giá sách nó ra đời tương đương lớn hơn cặp, giá trị lớn hơn cặp Pioneer CX99A. Đấy, các bạn biết. Vâng, và đôi loa Quý Nguyễn muốn giới thiệu đến các bạn đó là đôi loa cực kỳ đẹp, gỗ lặng. Các bạn nhìn thấy gỗ lặng không? Rất đẹp và bốn quay bảy đường tiếng, có một bách 40, một bách 40 này, màng giấy viền tẩm dầu 2 mít 10 10, nên là 10 17 18 gì đấy rồi nha. Hai cái mít này, hai mít trung và hai mít tầm cao, hai mít tầm cả, và hai kèn này cũng kèn rất lớn các bạn. Đấy. Và lưới mắt cáo nha, lưới mắt cáo. Và các bạn nhìn tổng thể, mình nhích cái loa ra tí, rồi nhìn tổng thể cái loa. Đấy, mình đi đứng từ xa để các bạn có thể nhìn tổng thể được, và quay lại gần, nhìn cái loa rất đẹp các bạn ha. Và đây là phía sau của loa, và loa này có hai cái chiếc áp để tinh chỉnh phía sau này, và thông số phía sau của loa Sansui SB5000 4 quay 7 speaker là 7 loa, và công suất của nó là 90W trợ kháng 8 ohm made in Japan. Chúng ta có thể chỉnh những cái này theo tùy 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 theo mức độ của mỗi người nghe nha. Thí dụ như mình tùy theo bên này là mid nè, bên này là chép nè, là tầm cao, đây là tầm trung, đấy đây là cái trung, thì các bạn chỉnh nó tùy theo của mình thôi, tùy theo cái sở thích nghe của mình thôi đấy các bạn. Vâng, và bây giờ coi tiếp cái loa phía bên này. Chà, cái loa bên này các bạn chờ tí, mình sẽ bê cái đầu Marantz 94 Limited này xuống dưới rồi các bạn xem nha. Vâng, bây giờ các bạn tiếp tục xem chiếc loa phía bên này. Chiếc loa bên này có chiều cao nè, đôi loa này có chiều cao là 83, chiều sâu là 42 cm và chiều rộng là 49 cm. Đôi loa cực kỳ đẹp các bạn ạ. Mình để thế này, để mình để quay cái loa này lại một tí nữa để các bạn nhìn hai bên hông của hai cái loa, hai chiếc loa. Đấy, các bạn nhìn hai bên hông của hai chiếc loa cực kỳ đẹp hả? Đẹp đẹp mỹ mãn luôn. Đẹp không chỗ chê luôn đấy, không có nét nào chê luôn. Đôi này không có lỗi luôn. Đây các bạn, phía sau nè. Này, mình để trên cái mâm quay cho nên các bạn quan sát cũng rất dễ. Và đôi loa này là mình chơi với những cái dòng nhạc cổ hay những đầu EQ, những băng cối thì rất tuyệt vời, rất tuyệt vời các bạn nhé. Vâng, đây, và bây giờ các bạn tiếp tục là xem những cái sản phẩm mới nữa. Mình giới thiệu tiếp một con âm ly nữa nha các bạn. Mình bê cái đầu CD ly qua cái loa cho rồi các bạn xem tiếp. Vâng, và đây là hai cái lưới nữa chứ, mình xem luôn hai cái lưới nè. Đấy, hai cái lưới cũng mỹ mãn nha, cũng đẹp, tem vẫn còn, cái tem chữ sang xui nè, đây còn các bạn nhé. Vâng, và bây giờ các bạn xem tiếp một con âm ly cũng là tương đối là khủng, con âm ly Đờ Nông BMA F1. Con này có giá xuất xưởng cao ngất ngưỡng 400.000 yên, cao gấp 4 lần con Đờ Nông 1.500 R hay là mã, cao gần gấp 5 lần đấy các bạn. Đây là cái chiếc âm ly này, các bạn nhìn thấy không? Nó đẹp đẹp mỹ mãn luôn, ở phía trên nó giống như một cái phay vàng vậy đấy. Rồi bây giờ mình lấy ra, mình sẽ lấy ra này. Mình lấy cái nắp ra, cái nắp rời hai nắp nha, mình lấy cái nắp ra mình bỏ bên này, rất đẹp. Đây, cái miếng này rất nặng luôn, đẹp lắm các bạn, không có vết chày. Đấy, hai cái nắp mình lấy mình để ra đây. Đây, rất đẹp.
Và chiếc âm ly mà Cứ Nguyễn đang giới thiệu với các bạn đây, chạy sò móc phết cực kỳ đẹp, 8 con sò móc phết mỗi bên 4 con, và cái tản nhiệt của nó đấy, hai cái tụ như hai lon bia, và ở trong này màu đồng này, thấy màu màu rất đẹp, hai cái tụ lớn nha các bạn. Và các bạn nhìn bên trong cái băng keo này vẫn còn, nó mới cỡ đó đấy. Rồi bây giờ các bạn xem tiếp bên hông, của nó. Con này rất sâu, chiều sâu ở dưới là cái con âm ly sang xuôi nó lớn như vậy, mà con này còn lớn hơn nha, rất lớn đấy các bạn. Và điều đặc biệt thì con này là có cổng ba lăng, các bạn xem phía sau nha. Âm ly đời nóng BMAX1, điện 100V, công suất 230W, và nó có cổng ba lăng nè. Cổng ba lăng có cái nút đậy là các bạn mở ra đấy, mở ra được đấy, rồi mình đậy lại. Con này còn nguyên luôn, tất cả các cái nút này cũng còn luôn, hàng đấu giá mà. Đấy các bạn, bên này cái cổng mình chỉ dùng một cái cổng CD thì mình mở cái mấy những cái nắp ra thôi đây, và chỉ có một chạm loa thôi nha. Đây vâng, các bạn xem lại một lần nữa. Âm ly rất đẹp, chiếc âm ly này có giá là 28 triệu đồng và đôi loa sang xuôi có giá là 21 triệu các bạn nhé. Vâng, mình thấy chiếc âm ly đặc biệt là không có bắt chép, mình nói luôn không có bắt chép, tiếng rất là chi tiết. Mình muốn đánh đôi loa sang xuôi này, tức là mình ghép với con QRX6500 dưới này, nhưng mà mình ghép luôn nó để mình giới thiệu với các bạn nha. Vâng, các bạn chờ trong giây lát để nghe một bản nhạc để đánh giá được chất âm của những con đời nông và những chiếc âm ly cổ này, loa cổ này như thế nào nha. Thank you.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn các bạn những clip lần sau. Xin chào.